sự lựa chọn nào tốt hơn khi đến với Hải Hòa, tỉnh Gia Thanh Hóa? Đó chính là Queen Hotel. Queen Hotel mang đến sự hài lòng cho bạn về một Queen Hotel. Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi trận đấu giữa hai kỳ thủ Nguyễn Thái Phương đến từ câu lạc bộ Cờ Tướng Phương Phiêu, thành phố Bắc Giang gặp kỳ thủ Đỗ Huy Hậu đến từ câu lạc bộ Cờ Tướng tỉnh Đắk Nông. Và hai kỳ thủ đã sẵn sàng cho ván đấu thứ nhất. Ván đấu bắt đầu. Ở trong ván đấu này thì kỳ thủ Nguyễn Thái Phương cầm quân đen đi trước và kỳ thủ Đỗ Huy Hậu sẽ cầm quân đỏ đi sau. Và như vậy là với lợi thế được đi trước trong ván đấu thứ nhất thì anh Nguyễn Thái Phương quyết định vào 8 bình 5. Và kỳ thủ Đỗ Huy Hậu mã 2 tuyển 3. Người cầm quân đen và được đi trước trong ván đấu này là kỳ thủ Nguyễn Thái Phương đến với chúng ta từ câu lạc bộ Cờ Tướng Phương Phiêu, tỉnh Bắc Giang. Hiện nay thì kỳ thủ Nguyễn Thái Phương có công việc chính là kỹ sư xây dựng. Anh Nguyễn Thái Phương sinh năm 1982 và tính đến nay thì anh đã có khoảng 10 năm kinh nghiệm chơi cờ tướng. Và với việc là một kỳ thủ cờ tướng phong trào, rất ít khi tham gia thi đấu các giải cờ tướng thì anh Nguyễn Thái Phương cũng mới chỉ đạt được một số thành tích ở cấp địa phương và câu lạc bộ. Kỳ thủ Nguyễn Thái Phương yêu thích lối chơi thiên về phòng thủ, cũng như là anh thần tượng kỳ thủ Hứa Ngân Xuyên của kỳ đàn Trung Hoa. Đối thủ của anh Nguyễn Thái Phương và là người cầm quân đỏ trong ván đấu thứ nhất là kỳ thủ Đỗ Huy Hậu đến với chúng ta từ Đắk Nông. Hiện nay kỳ thủ Đỗ Huy Hậu đã có khoảng 10 năm kinh nghiệm chơi cờ tướng và cũng là một vận động viên cờ tướng phong trào. Anh Đỗ Huy Hậu mới chỉ đạt được những thành tích ở cấp địa phương như là cấp xã và cấp huyện. Và cũng giống như đối thủ của mình thì kỳ thủ Đỗ Huy Hậu yêu thích lối chơi thiên về phòng thủ. Phòng thủ chặt chẽ và lựa thời cơ để phản công. Và kỳ thủ Đỗ Huy Hậu thần tượng kỳ thủ Lại Lý Huynh của kỳ đàn Việt Nam. Như vậy là ván đấu thứ nhất đã diễn ra khá nhanh chóng ở phần khai cuộc. Kỳ thủ Nguyễn Thái Phương sử dụng trung pháo tấn công lại thì kỳ thủ Đỗ Huy Hậu đáp trả bằng đan đề ma. Và đến đây thì hai kỳ thủ đã đấu bớt một quân xe. Tốc độ của phần khai cuộc đang diễn ra rất nhanh. Và đến đây thì anh Nguyễn Thái Phương cũng có thể đơn giản nhất là tấn man tốt 5 và chiếm thắng lợi về quân tốt đầu này. Và như vậy là kỳ thủ Nguyễn Thái Phương mã 4 tấn 5 ăn tốt và sau đó tiếp tục vật pháo lên mã, chiếm lấy ưu thế đầu tiên. Và có khả năng hai kỳ thủ sẽ đấu thêm một con xe nữa và chuyển tàn pháo mã. Và ngay trong ván đấu đầu tiên thì hai kỳ thủ đã đấu xe rất sớm. Và với việc cả hai bên đều hết xe thì sẽ hứa hẹn ván đấu thứ nhất là một ván đấu trường kỳ kháng chiến. Rất khó để có thể có một kỳ thủ giành được chiến thắng rất nhanh. Và như vậy sau nước cờ mã 9 tấn 8 của kỳ thủ Đỗ Huy Hậu thì kỳ thủ Nguyễn Thái Phương quyết định vào 4 tấn 3 bắt đôi. Lúc này chắc chắn sẽ có một con tốt của kỳ thủ Đỗ Huy Hậu bị tiêu diệt. Và nếu như không muốn mất tốt thì sẽ phải mã 8 tấn 6. Vậy là anh Đỗ Huy Hậu cũng mã 8 tấn 6. Tuy nhiên là không phải mất thêm bất kỳ một phút nào để suy nghĩ thì kỳ thủ Nguyễn Thái Phương ngay lập tức tốt 5 tấn 1 bắt pháo. Và bây giờ cũng có thể pháo 5 bình 4 bắt mã.
Sau khi chạy mã thì sẽ vật pháo sang tốt biên. Vậy là sẽ loại tốt. Như vậy là sau một hồi suy nghĩ khá lâu, thủ Đỗ Huy Hậu vào 5 tấn 1 mở đường cho mã 6 tấn 4. Tuy nhiên là không để cho đối phương thực hiện được âm mưu. Ngay lập tức là cái thủ Nguyễn Thái Phương vào 5 thái 2 cản mã ngay. Đồng thời dùng pháo bảo vệ con tốt 3. Với cờ tàn pháo mã thì một con tốt cũng là rất quý giá. Đến đây thì có thể nhận thấy là kỳ thủ Đỗ Huy Hậu rất khó đi rồi. Và chúng ta hãy cùng chờ xem nước cờ tiếp theo của kỳ thủ Đỗ Huy Hậu. Như vậy là tướng 5 bình 6. Vâng, trở lại ván đấu lúc này. Rất nhanh chóng hai kỳ thủ đã triển khai xong phần khai cuộc và đấu chung cuộc của mình. Với ưu thế đi trước thì anh Nguyễn Thái Phương hiện tại đang có hơn một con tốt đầu và đã ép cho tướng của kỳ thủ Đỗ Huy Hậu phải xuất giang lộ 6. Và đến đây thì kỳ thủ Nguyễn Thái Phương mã 7 thoái 8. Mục tiêu là có thể vòng mã về, mã 8 sẽ tiếp tục thoái 7 để truy kích con pháo ở lỗ 5. Tránh những hướng tấn công vào trung lộ đến từ kỳ thủ Đỗ Huy Hậu. Và sẽ đến lượt kỳ thủ Đỗ Huy Hậu tiếp tục đi quân. Và sau những nước cờ rất nhanh ở đầu khai cuộc và trung cuộc thì đến đây hai kỳ thủ đã bắt đầu di chuyển chậm lại. Như vậy là tốt 7 tấn 1. Vâng, và cũng là tốt 7 tấn 1. Ngay lập tức thì kỳ thủ Đỗ Huy Hậu
tiếp tục tấn tốt để tiêu diệt quân tốt 3 của kỳ thủ Nguyễn Thái Phương. Có lẽ mục tiêu của kỳ thủ Nguyễn Thái Phương sẽ là mã 8 tấn 6 để tiếp tục tấn công và uy hiếp ngay vào con pháo 5 của kỳ thủ Đỗ Huy Hậu. Nếu như rời pháo 5 đi thì sẽ có cơ hội tiêu diệt quân tốt lộ 7 bất cứ lúc nào. Như vậy cũng là một giải pháp rất hay đến từ kỳ thủ Nguyễn Thái Phương. Cá nhân tôi đánh giá thì đến đây đã bắt đầu xuất hiện khá nhiều nguy hiểm cho kỳ thủ Đỗ Huy Hậu, như là đang có cơ hội giành chiến thắng cho kỳ thủ Nguyễn Thái Phương trong ván đấu thứ nhất này. Như vậy là phải rời pháo khỏi lộ 5, pháo 5 bình 8 đến từ kỳ thủ Đỗ Huy Hậu. Và đến đây thì đơn giản nhất có thể nghĩ đến ngay đó là tượng 5 tấn 3 để ăn tốt. Như vậy là anh Nguyễn Thái Phương cũng đã tiêu diệt ngay con tốt này. Có thể nhận thấy là hai pháo, một mã và một con tốt vượt sông của anh Nguyễn Thái Phương đang rất nguy hiểm, gây ra rất nhiều sức ép cho kỳ thủ Đỗ Huy Hậu. Trong khi đó thì hai pháo và một mã của kỳ thủ Đỗ Huy Hậu thì vẫn chưa thể tạo thành thế và rất khó để tấn công. Và như vậy là một nước cờ thoái pháo khá là kinh nghiệm đến từ kỳ thủ Nguyễn Thái Phương, vừa giảm tầm hoạt động của quân mã và đang đe dọa nước cờ thoái mã chiều tướng. Tình thế đang khá khó khăn cho kỳ thủ Đỗ Huy Hậu đến từ Đăng Nông. Trong năm 2018-2019 thì câu lạc bộ cờ tướng Phương Phiêu thành phố Bắc Giang đã có kỳ thủ Nguyễn Thanh Hùng tham gia với game show đấu trường cờ Việt, và anh Hùng đã lọt vào vòng thi đấu thứ tư của game show đấu trường cờ Việt. Trong khi đó thì kỳ thủ Đỗ Huy Hậu đến từ câu lạc bộ cờ tướng Đắk Nông cũng đã lọt vào vòng thi đấu thứ ba trước khi dừng bước trước kỳ thủ Đinh Xuân Quyết, người giành chiến thắng trước kỳ thủ Nguyễn Thanh Hùng đến từ Bắc Giang. Ở trận đấu đó thì kỳ thủ Đỗ Huy Hậu mặc dù là khai cuộc và chung cuộc của anh tỏ ra vượt trội hơn so với đối thủ khi liên tục giành phần áp đảo. Tuy nhiên ở phần cờ tàn thì đã có một chút sai sót cho kỳ thủ Đỗ Huy Hậu dẫn đến một trận thua cho anh, và anh đã phải dừng bước ở vòng thi đấu thứ 3. Hôm nay sẽ là một cuộc giao lưu giữa hai câu lạc bộ cờ tướng. Kỳ thủ Đỗ Huy Hậu sẽ đại diện cho câu lạc bộ cờ tướng tỉnh Đắk Nông, và kỳ thủ Nguyễn Thái Phương đại diện cho câu lạc bộ cờ tướng Phương Phiêu tỉnh Bắc Giang. Như vậy nhiều khả năng là kỳ thủ Nguyễn Thái Phương sẽ bắt được một mã trong tình huống này. Sau khi ăn được quân mã thì sẽ chiếm toàn quyền tấn công cho kỳ thủ Nguyễn Thái Phương.
Rồi, như vậy là bản đồ đã chuyển tàn rồi. Kỳ thủ Nguyễn Thái Phương có hai pháo một mã, hai tốt. Đối đầu với kỳ thủ Đỗ Huy Hậu còn hai pháo hai tốt, bèn sĩ tượng. Như vậy là cơ hội thủ hòa cho kỳ thủ Đỗ Huy Hậu là vẫn còn. Tuy nhiên là xác suất để hòa vào đấu này là tương đối thấp. Vâng, như vậy là tấn mã chiều tướng rồi. Bắt buộc phải đệm một con pháo vào. Và anh Đỗ Huy Hậu quyết định có 7 bình 6. Vâng, liên tục ra sức ép. Kỳ thủ Nguyễn Thái Phương thoải mái chiều tướng và có thể nước cờ sau sẽ là pháo 4 tấn 3 hoặc là pháo 4 tấn 4. Có thể sẽ là pháo 4 tấn 3, tiện đường bắt tốt ngay. Một công đôi việc và đang đe dọa bình pháo chiều tướng sát cục. Cũng không thể nhập tướng được, bởi vì nhập tướng thì cũng sát cục ngay. Còn xuất tướng thì cũng sẽ bị chiếu lồng. Tuy nhiên là anh Nguyễn Thái Phương đã quyết định thoải mã về để bắt pháo. Cướp được một nhịp bắt pháo, đồng thời là bảo vệ được con tốt lộ 1. Sau này cần thiết thì cũng có thể bình pháo ra để bắt tốt 9 và bổ sung thêm một con tốt vào lực lượng tấn công. Tuy nhiên theo tôi thì trong tình huống vừa rồi anh Nguyễn Thái Phương hoàn toàn có thể dứt điểm trận đấu ngay bằng nước cờ pháo 4 tấn 3 hoặc là pháo 4 tấn 4. Dù là có thể coi là đã thoát hiểm trong tình huống vừa rồi, nhưng mà đến đây với lực quân hoàn toàn vượt trội thì kỳ thủ Đỗ Huy Hậu vẫn đang kém thế khá nặng nề trước kỳ thủ Nguyễn Thái Phương. Và kỳ thủ Nguyễn Thái Phương vẫn đang có rất nhiều cơ hội để giành chiến thắng trong trận đấu này. Mã 2 tấn 1, mục tiêu có thể là bình pháo 5 chiều tướng. Vâng, tuy nhiên theo cá nhân tôi thì đến đây vẫn có cơ hội thủ hòa cho kỳ thủ Đỗ Huy Hậu. Mặc dù xác suất để hòa được là rất thấp. Vâng, như vậy là anh Nguyễn Thái Phương đã quyết định sẽ giành một chiến thắng thật chắc chắn, không để cho đối thủ có bất kỳ cơ hội nào. Bình pháo để ăn tốt và cũng tránh trường hợp sau này về cờ tàn đối thủ còn một quân tốt có thể dùng để lấy nước đi. Rồi, như vậy là thoái tượng để giữ pháo. Tuy nhiên thoái tượng thì lại có nguy cơ bị mất sĩ. Và hình cờ này thì tôi nghĩ là nên ăn sĩ. Và sau đó thì đánh vỡ dần từng quân phòng thủ, thay vì là tấn công ngay. Rồi, như vậy là kỳ thủ Nguyễn Thái Phương quyết định dùng pháo ăn sĩ rồi. Như vậy là một chiến lược tấn công lâu dài, chứ không vội vàng tấn công ngay. Và với chiến lược này thì rất dễ anh Nguyễn Thái Phương sẽ giành chiến thắng trong trận đấu thứ nhất này. Vâng, sau khi đánh vỡ được quân sĩ ở lỗ 5 thì đến đây quân sĩ lỗ 4 nhiều khả năng cũng sẽ bị tiêu diệt sau 1 đến 2 nước cờ tiếp theo.
Ở đến đây thì cái thủ Nguyễn Thái Phương cũng chủ động tấn công vào con C4, có 5 bình 8. Tiếp theo sẽ có thể sẽ là có 8 tấn 1. Cũng như vậy là chạy mã trước, tránh trường hợp để quân mã di chuyển ngay vào miệng quân pháo. Và tướng 5 tấn 3 có thể là vật pháo vào sĩ ngay, họ cũng có thể tấn pháo để đe dọa bắt tượng và vẫn duy trì thế pháo giác. Vâng, có lẽ là nước cờ hy vọng cuối cùng của kỳ thủ Đỗ Huy Hậu trong ván đấu thứ nhất. Bình pháo vào lỗ 5, nếu như bỏ sót cục thì sẽ là vật pháo xuống tượng và hết cờ ngay. Tuy nhiên là với kỳ thủ Nguyễn Thái Phương đã có khoảng 10 năm kinh nghiệm chơi cờ tướng thì chắc chắn là anh sẽ không mắc phải cái lỗi sơ đẳng như vậy. Vâng, như vậy là sức ép rất lớn rồi. Mã 1 tấn 3 đe dọa tiếp tục mã 3 tấn 2. Rất khó để phòng thủ trong nước cờ này. Như vậy là cũng nhận thấy sức nguy hiểm từ quân mã 3. Thì thủ Đỗ Huy Hậu buộc lòng phải di chuyển vào 3 bình 7, cản quân mã lại và chấp nhận bỏ lỗ tượng bày. Và kỳ thủ Đỗ Huy Hậu vẫn đang rất kiên trì chống đỡ, cũng không phải là không còn cơ hội cho anh trong ván cờ này. Rồi, như vậy là kỳ thủ Nguyễn Thái Phương mã 3 thoái 2, mục tiêu có thể nhảy mã lên bắt đôi. Tuy nhiên mục đích chính là để cho quân mã vượt ra khỏi sức khống chế của quân mã 7. Ở trong trận giao đấu ngày hôm nay thì mỗi kỳ thủ sẽ có 20 phút cho một ván đấu và không giới và ở hình cờ này thì nếu như kỳ thủ Nguyễn Thái Phương trong vòng 40 nước cờ mà không ăn được một quân cờ nào của kỳ thủ Đỗ Huy Hậu hoặc không thể chiếu hết được thì máy tính cũng sẽ tự động xử hòa và cũng vẫn còn cơ hội đỡ hòa cho kỳ thủ Đỗ Huy Hậu trong ván đấu này. Như vậy là nhận thấy tấn công vào tuyến đáy thì không có nhiều tác dụng, anh Nguyễn Thái Phương đã quyết định thoái pháo về.
và chúng ta cũng có thể thấy là không dễ dàng để giành chiến thắng cho kỳ thủ Nguyễn Thái Phương trong ván đấu thứ nhất này, khi mà kỳ thủ Đỗ Huy Hậu đang chống đỡ rất kiên cường, chưa có biểu hiện bỏ cuộc trong ván đấu thứ nhất với kỳ thủ Nguyễn Thái Phương. Như vậy là bình pháo cần mắt tượng. Và như vậy cũng là một nước cờ rất kịp thời. Có 5 bình 3. Vậy là có vẻ như đã sai lầm rồi. Thì đây thì Nguyễn Thái Phương đã có thể tấn ma chiều tướng bắt pháo. Và sau khi bắt được con pháo lộ 5, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Và như vậy là vẫn chưa mất quân. Rất hay cho kỳ thủ Đỗ Huy Hậu. Như vậy là đã đấu được quân. Và sau khi đấu quân thì hai pháo lại rất dễ hòa với một pháo và hai tượng. Một ván đấu rất hay của kỳ thủ Đỗ Huy Hậu và đang có cơ hội đánh hòa cho anh Đỗ Huy Hậu trong ván đấu này. Và hai pháo thì rất khó để giành chiến thắng trước một pháo và hai tượng. Như vậy tưởng chừng như kỳ thủ Nguyễn Thái Phương đã có thể giành chiến thắng trước kỳ thủ Đỗ Huy Hậu. Tuy nhiên là vào những giây phút cuối thì anh Đỗ Huy Hậu lại đang có cơ hội đỡ hòa được ván đấu này. Và rất khó. Pháo 5 bình 6 chiếu tướng và tướng 5 bình 6. Nhất cờ vừa rồi cũng có thể bình pháo chiếu trả. Tuy nhiên là anh Đỗ Huy Hậu xuất tướng cũng không sao cả. Vâng, như vậy là kỳ thủ Nguyễn Thái Phương đang dùng tất cả các quân của mình để tấn công. Vâng, anh Đỗ Huy Hậu cần phải nhập tướng ngay lập tức, nếu không thì rất dễ mất pháo. Vâng, như vậy là đã có sai sót cho kỳ thủ Đỗ Huy Hậu rồi. Cơ hội lại đến cho kỳ thủ Nguyễn Thái Phương. Với việc pháo 3 bình 4 thì đã bắt chết được quân pháo 6. Và sau khi bắt chết pháo 6 này thì hai pháo sẽ chắc chắn sẽ giành chiến thắng trước hai tượng. Rất đáng tiếc cho kỳ thủ Đỗ Huy Hậu. Tưởng chừng như anh đã có thể đỡ hòa thì cuối cùng chiến thắng vẫn thuộc về kỳ thủ Nguyễn Thái Phương. Ở hình cờ như thế này thì không có lý do gì kỳ thủ Nguyễn Thái Phương không giành chiến thắng cả.
Vâng, những nước cờ chế hình đến từ kỳ thủ Nguyễn Thái Phương. Và bây giờ anh đã tiêu diệt được một quân tượng. Và như vậy không thể chống đỡ được trong ván đấu thứ nhất. Kỳ thủ Đỗ Huy Hậu đã chấp nhận chịu thua. Và sau ván đấu đầu tiên thì kỳ thủ Nguyễn Thái Phương tạm thời dẫn trước kỳ thủ Đỗ Huy Hậu với tỷ số 1-0. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ đến về ván đấu thứ hai giữa hai kỳ thủ. Vâng, và hai kỳ thủ đã sẵn sàng thi đấu. Ván đấu thứ hai bắt đầu. Ở trong ván đấu thứ hai sẽ đến lượt kỳ thủ Đỗ Huy Hậu cầm quân đỏ đi trước và kỳ thủ Nguyễn Thái Phương sẽ cầm quân đen đi sau. Vậy là kỳ thủ Đỗ Huy Hậu với ưu thế đi trước và cần phải có một chiến thắng trong ván đấu thứ hai thì anh đã chủ động đóng pháo đầu và thúc tốt bài. Tuy nhiên là hình thành thế trận trung pháo tấn tam binh và anh Nguyễn Thái Phương đáp lại bằng binh phong mã cổ điển. Có một chút hơi ngược so với thế trận căn bản khi mà kỳ thủ Đỗ Huy Hậu bình pháo 8 bình 5 thay vì là pháo 2 bình 5. Vâng, kỳ thủ Nguyễn Thái Phương sử dụng một phương án có thể nói là một phương án không mạnh và không thông dụng trong thế trận trung pháo tấn tam binh, đó là mã 7 tấn 6. Và chúng ta hãy cùng chờ xem anh Đỗ Huy Hậu có khai thác được điểm yếu từ nước cờ của kỳ thủ Nguyễn Thái Phương hay không. Như vậy là bình pháo đấu xe, có thể đấu xe rồi sau đó chơi pháo trống. Vâng, tuy nhiên thì anh Đỗ Huy Hậu không nghĩ như vậy. Anh đã chơi pháo 8, xe 8 bình 7 để ăn tốt và tiếp tục duy trì ưu thế. Tuy nhiên nước cờ này cũng đặt ra khá nhiều nguy hiểm. Nước cờ sau thì anh Nguyễn Thái Phương đang đặt bẫy pháo 8 thoái 1 có thể bắt chết xe. Và bây giờ thì quân xe cũng tương đối là khó chạy. Có thể phải vật pháo lên tốt 5 ngay. Đấu bớt quân đi và mở đường cho quân xe rút lui. Vâng, tuy nhiên là tốt 5 tấn 1. Và cũng là rất hay bởi vì là quân xe có hoàn toàn có thể xe 7 thoái 1 chứ vẫn chưa hết đường chạy xe. Và một nước cờ tốt 5 tấn 1 cũng là một nước cờ tương đối mạnh đến từ kỳ thủ Đỗ Huy Hậu. Vâng, tuy nhiên là anh Nguyễn Thái Phương tượng 3 tấn 5 và tiếp tục đe dọa thoái phá bắt xe. Lúc này nếu như không chạy xe thì chắc chắn sẽ bị mất xe. Vậy là tiếp tục bỏ mặc quân xe và tốt 5 tấn 1. Nếu như pháo 8 thoái 1 có thể sẽ là vật pháo chiều tướng. Và sau khi đấu pháo thì lúc đó quân xe đang bắt trực tiếp quân pháo ở lỗ 8 và cướp được một nhịp, có thể là sẽ ăn được hơn quân. Vậy cơ hội đang đến cho kỳ thủ Đỗ Huy Hậu rồi. Thoái pháo bắt xe và nhiều khả năng nước cờ bắt buộc là vật pháo lên. Thì đây có lẽ lựa chọn duy nhất cho kỳ thủ Nguyễn Thái Phương sẽ là lên sĩ. Bởi vì nếu như ăn mã lên thì sẽ bị bình xe ăn mã. Xe đang bắt pháo và tốt đang bắt mã sẽ bị mất quân. Không, tuy nhiên là anh Nguyễn Thái Phương quyết định mã 3 tấn 5 và chắc chắn là xe 7 bình 5 ăn mã. Vâng, và cũng giống như ở trong ván đấu thứ nhất thì ván đấu thứ hai tốc độ trận đấu đang diễn ra rất nhanh ở phần khai cuộc và đấu chung cuộc. Hai kỳ thủ sử dụng rất ít thời gian cho những nước cờ đầu tiên của mình. Và lúc này thì kỳ thủ Đỗ Huy Hậu đã có một chút ưu thế với một con tốt vượt sông và ăn hơn được một con pháo. Và tuy nhiên là anh Đỗ Huy Hậu lại xuất hiện sai lầm ngay sau đó. Một nước cờ bỏ xe. Và không biết anh Nguyễn Thái Phương có nhìn thấy không.
Ừ, tuy nhiên là anh Nguyễn Thái Phương lại không ăn xe, quyết định ăn mã. Và ăn mã thì không được lợi ích gì cả, chỉ còn bị mất con mã vừa nhảy lên. Rồi như vậy ưu thế lại đang thuộc về kỳ thủ Nguyễn Thái Phương. Rồi như vậy là đã bỏ lỡ một cơ hội rất lớn, kỳ thủ Nguyễn Thái Phương đã không ăn xe của kỳ thủ Đỗ Huy Hậu. Và cả hai kỳ thủ có vẻ đang rất tỉnh táo sau nước cờ vừa rồi. Có lẽ là cả hai anh cũng không để ý đến quân xe của kỳ thủ Đỗ Huy Hậu nằm ngay trong miệng quân mã. Vâng, và với tình thế này thì đương nhiên là ưu thế đang thuộc về kỳ thủ Đỗ Huy Hậu với việc hơn một quân, đồng thời có sức tấn công khá mạnh vào trung lộ của kỳ thủ Nguyễn Thái Phương. Bình xe bắt pháo, tuy nhiên là pháo đã có căn của quân mã, nước cờ vừa rồi cũng không có nhiều tác dụng cho lắm, cũng không thể bắt tốt vì vẫn còn căn của quân xe. Và nếu như đấu quân thì dường như sẽ là dâng hiến chiến thắng cho kỳ thủ Đỗ Huy Hậu trong ván đấu thứ hai. Rồi như vậy là quyết tâm bắt chết con tốt rất nguy hiểm của kỳ thủ Nguyễn Thái Phương. Xe 2 tấn 1 bắt tốt. Nếu như muốn giữ tốt thì buộc kỳ thủ Nguyễn Thái Phương về xe 5 bình 6. Và khi đó thì sẽ có cơ hội tấn công trực diện vào trung lộ của kỳ thủ Nguyễn Thái Phương. Như vậy là cũng không thể bảo vệ con tốt này. Anh Nguyễn Thái Phương quyết định dùng tốt đổi sĩ. Sau đó rời pháo khỏi lỗ 5. Rồi như vậy cũng rất hay. Tình huống có 5 bình 3 cũng tạo cơ hội cho kỳ thủ Nguyễn Thái Phương đang có thể đánh đôi. Nhiều khả năng là anh Phương cũng sẽ gỡ được quân trong khoảng đấu thứ hai này, và sẽ có cơ hội thủ hòa hoặc giành chiến thắng trước kỳ thủ Đỗ Hiệu trong ván đấu thứ hai. Vâng, như vậy là kỳ thủ Đỗ Huy Hậu quyết định bỏ mã và giữ lại pháo đầu. Sau đó tận dụng quân pháo để phát triển quân xe. Và đến đây có thể tiếp tục xe 2 trên tấn 1 đánh vào quân tượng ở lỗ 5. Tuy nhiên là anh Đỗ Huy Hậu thì quyết định xe 2 bình 6. Và bây giờ mới là xe 2 tấn 2 để bắt tượng. Rất khó để có thể giữ được con tượng này. Rồi sau khi đánh cho con tượng thì cơ hội giành chiến thắng cũng sẽ là rất nhiều. Rồi không biết có phải là một nước cờ sai lầm hay không. Ở đây thì có thể xuất tướng, tướng 5 bình 6. Không, tuy nhiên là anh Đỗ Huy Hậu thì đã quyết định tấn xe ăn sĩ.
Vâng, cũng rất hay. Vẫn chưa thể hóa giải được thế công của kỳ thủ Đỗ Huy Hậu trong ván đấu này. Và cơ hội vẫn còn nguyên cho kỳ thủ Đỗ Huy Hậu. Bây giờ thì có thể tấn pháo bắt xe. Và cuốn xe của anh Nguyễn Thái Phương sẽ không biết đi đâu. Có lẽ là sẽ có một chiến thắng cho kỳ thủ Đỗ Huy Hậu. Và tỷ số trận đấu sẽ là 1-1. Vâng, rất khó rồi. Tướng Nam tấn 1 cũng sẽ mất xe. Và xe 6 cũng không thể tấn 1 được. Rồi, như vậy là tấn xe chiều tướng. Có lẽ là muốn đánh cục ngay. Chỉ một nước cờ pháo 1 bình 5 nữa thôi. Chắc chắn phải thoái sĩ rồi. Và thoái sĩ thì cũng có thể bình xe ăn sĩ ngay. Vậy là không còn cơ hội cho thủ Nguyễn Thái Phương nữa rồi. Và hy vọng cuối cùng bình pháo hy vọng là tướng ăn lên. Và tuy nhiên là kỳ thủ Đỗ Huy Hậu đã không mắc sai sót. Và ván đấu thứ hai đã có kết quả kỳ thủ Đỗ Huy Hậu thắng trước kỳ thủ Nguyễn Thái Phương. Và sau hai ván đấu thì hai kỳ thủ đang có kết quả hòa. Vậy sẽ có thêm một ván đấu thứ ba để phân định kết quả thắng thua giữa kỳ thủ Nguyễn Thái Phương đến từ câu lạc bộ cờ tướng Phương Phiêu, thành phố Bắc Giang, và kỳ thủ Đỗ Huy Hậu đến từ câu lạc bộ cờ tướng tỉnh Đắk Nông. Và hai kỳ thủ đã sẵn sàng cho ván đấu thứ ba. Ván đấu bắt đầu. Ở trong ván đấu thứ ba, kỳ thủ Nguyễn Thái Phương cầm quân đen đi trước với 6 phút sẽ chấp hòa kỳ thủ Đỗ Huy Hậu cầm quân đỏ đi sau. Nếu như ván đấu thứ ba có kết quả hòa thì người chiến thắng sẽ là kỳ thủ Nguyễn Thái Phương. Và thì người chiến thắng sẽ là kỳ thủ Đỗ Huy Hậu. Vậy với việc buộc phải thắng thì anh Nguyễn Thái Phương tiếp tục sử dụng trung pháo tấn công. Và như ván đấu đầu tiên thì anh Đỗ Huy Hậu tiếp tục sử dụng khai cuộc đa nề mã để phòng thủ trước pháo đầu của kỳ thủ Nguyễn Thái Phương. Đến đây thay vì tấn tốt bài để phong tỏa mã 3 thì kỳ thủ Nguyễn Thái Phương quyết định phát triển quân mã lộ 3 của anh bằng nước cờ tốt 3 tấn 1. Vâng, và anh Nguyễn Thái Phương xe tàn tấn 6 tạo sức ép lên cánh phải của kỳ thủ Đỗ Huy Hậu. Vâng, lần này thì thay vì pháo 8 binh 7, anh Đỗ Huy Hậu quyết định pháo 8 binh 6 ngăn cản đường lên của quân mã 3. Và sau đó đấu xe, như vậy là hai anh đã quyết định đấu xe. Và mã 8 tấn 9 không thể tấn man tốt được, sẽ bị nước cờ tấn pháo bắt đôi. Tuy nhiên là sức ép của kỳ thủ Nguyễn Thái Phương vẫn đang là rất mạnh. Anh Phương đã có một con tốt lỗ 1 khống chế đường lên của con mã 9 và một con xe quá hà khóa chặt cánh bên phải của kỳ thủ Đỗ Huy Hậu. Nếu như muốn cởi bỏ cánh bên phải thì sẽ phải đấu xe. Và đấu xe thì đồng nghĩa với việc sẽ bị kém tốt đầu. Rồi, như vậy là giải pháp cũng tương đối hợp lý. Pháo 2 tấn 2. Vâng, và anh Đỗ Huy Hậu có lẽ là muốn đấu xe rồi. Tốt 9 tấn 1. Nếu như tốt ăn sang thì sẽ là pháo 8, pháo 2 bình 9. Như vậy sẽ đấu xe và mở đường cho mã 9 tấn 8 về sau. Tuy nhiên là anh Phương đấu xe ngay và chiếm thực lợi về tốt, cũng là một giải pháp rất đúng đắn trong tình huống này. Có thể tiếp tục ăn lợi thêm một con tốt nữa.
Pháo 5 có thể bình 3. Không, như vậy là anh Nguyễn Thái Phương quyết định lui pháo về. Như vậy là thế trận đang hoàn toàn thuộc về kỳ thủ Nguyễn Thái Phương. Mặc dù là đã đấu tốt, tuy nhiên là đường lên của quân mã 9 vẫn đang rất khó có thể phát triển được con mã 9. Vậy là đấu tốt. Kỳ thủ Đỗ Huy Hậu vào 6 bình 5, tiếp tục sẽ đến lượt kỳ thủ Nguyễn Thái Phương sẽ là người tiếp tục đi quân và pháo 4 tấn 3 bắt mã. Ngay lập tức thì kỳ thủ Đỗ Huy Hậu tấn mã ăn tốt. Như vậy là đang dùng mã bắt pháo bắt mã. Và nếu như đấu quân thì sẽ có cơ hội cho kỳ thủ Đỗ Huy Hậu có thể chống đỡ được ván đấu này. Và tuy nhiên là vẫn có nước cờ vật pháo lên tượng chiều tướng trước, rồi sau đó mã 7 tấn 5. Và kỳ thủ Nguyễn Thái Phương cũng đã quyết định pháo 5 tấn 2 để ăn tượng. Như vậy sẽ có lợi cho kỳ thủ Nguyễn Thái Phương một con tượng trong tình huống bắt quân vừa rồi. Và đến đây thì kỳ thủ Nguyễn Thái Phương còn một pháo 2 mã 2 tốt và bèn sĩ tượng sẽ đấu với kỳ thủ Đỗ Huy Hậu còn 2 pháo 1 mã đã gây một tượng và cũng còn 2 tốt. Tuy nhiên là về thế trận thì kỳ thủ Nguyễn Thái Phương đang chiếm phần chủ động hoàn toàn. Đến đây thì rất nguy hiểm cho kỳ thủ Đỗ Huy Hậu rồi. Như vậy kỳ thủ Đỗ Huy Hậu quyết định thoái mã về để có thể mở đường cho mã phát triển lên. Và kỳ thủ Nguyễn Thái Phương tốt 3 tấn 1, tận dụng thời cơ để đưa con tốt vượt sông. Lúc này kỳ thủ Nguyễn Thái Phương còn 2 mã 2 tốt, trong đó có 1 tốt đã sang sông. Kỳ thủ Đỗ Huy Hậu còn 1 pháo 1 mã đã gây 1 tượng. Như vậy là rất nguy hiểm cho kỳ thủ Đỗ Huy Hậu. Tuy nhiên là cơ hội vẫn chưa phải đã hết với anh. Ở một ván đấu cờ chớp như thế này, trong khi hai kỳ thủ chỉ còn khoảng 2 phút thì sai lầm cũng rất dễ có thể xảy ra. Vâng, như vậy là kỳ thủ Nguyễn Thái Phương dép tốt ra, mở đường cho mã 7 tấn 6. Vâng, và tiếp tục tốt 5 lại bình 4, cản đường con pháo có thể lui về. Và đấu thứ 3, kỳ thủ Nguyễn Thái Phương cầm con đen đi trước với 6 phút và kỳ thủ Đỗ Huy Hậu cầm con đỏ đi sau với 5 phút. Chính vì vậy mà trong trận đấu này kỳ thủ Nguyễn Thái Phương buộc phải giành chiến thắng trước kỳ thủ Đỗ Huy Hậu. Còn nếu như có kết quả hòa thì người chiến thắng trong ván đấu thứ 3 cũng như là người giành chiến thắng chung cuộc sẽ là kỳ thủ Đỗ Huy Hậu đến từ Đắk Nông. Vâng, như vậy là kỳ thủ Nguyễn Thái Phương đã để kỳ thủ Đỗ Huy Hậu đánh vỡ được một xi. Vâng, tuy nhiên là kỳ thủ Nguyễn Thái Phương có lẽ là muốn chơi an toàn quá nên là đã đấu pháo với đối thủ. Và đấu pháo như thế này thì cơ hội giành chiến thắng sẽ là rất thấp. Nước cờ sau thì kỳ thủ Đỗ Huy Hậu đơn giản đấu tốt đi. Và một mã
một tượng và hai sĩ thì khả năng cao sẽ hòa được một mã và một tốt. Bây giờ chỉ cần đấu mã lấy bất kỳ một cuộc chiến nào, có thể là đấu mã lấy tốt hoặc là đổi mã lấy mã, thì và đấu cũng sẽ kết thúc với kết quả hòa. Tuy nhiên là với việc buộc phải thắng thì anh Nguyễn Thái Phương đã không chấp nhận hòa, và hai kỳ thủ chấp nhận đánh tiếp. Và nhiều khả năng mà đấu này sẽ phải phân định bằng thời gian. Và tuy nhiên là nếu như sau 40 nước cờ mà cả hai kỳ thủ đều không ăn quân, cũng như là không có kỳ thủ nào có thể chiều tướng sát cục đối thủ, thì máy tính cũng sẽ tự động xử hòa. Nên là cũng rất khó để có thể ép giờ được đối thủ. Thời gian thì lúc này đang có ưu thế cho kỳ thủ Đỗ Huy Hậu với 57 giây, nhiều hơn kỳ thủ Nguyễn Thái Phương khoảng 6 giây. Và như vậy là đã thoái sĩ và khóa được con tốt rồi. Kỳ thủ Nguyễn Thái Phương cần phải khóa đường ra lộ 4 của tướng. Như là kỳ thủ Nguyễn Thái Phương có lẽ là muốn đánh thời gian. Và lúc này là một cuộc đua về thời gian rồi. Và để không bị xử hòa, kỳ thủ Nguyễn Thái Phương đã dùng tốt ăn sĩ và tiếp tục đua thời gian. Và thời gian lúc này chênh lệch không còn nhiều nữa rồi, chỉ là 1 giây mà thôi. Rất khó có thể đoán định được xem kỳ thủ nào sẽ giành chiến thắng trong trận đấu này, và ai tập trung hơn thì sẽ là người chiến thắng. Và như vậy chấp nhận bỏ lại cả tượng để cho đối thủ phải tốn nhiều thời gian suy tính hơn. Vâng, tuy nhiên lúc này thì rất khó cho kỳ thủ Nguyễn Thái Phương rồi. Mặc dù là ăn được thêm cả một con sĩ, tuy nhiên là 5 giây còn lại là không đủ. Và như vậy và đấu thứ 3 đã kết thúc. Phần thắng đã thuộc về kỳ thủ Đỗ Huy Hậu khi mà kỳ thủ Nguyễn Thái Phương sử dụng hết thời gian cho phép. Ở chung cuộc, kỳ thủ Đỗ Huy Hậu đến từ Đăng Nông đã giành chiến thắng trước kỳ thủ Nguyễn Thái Phương đến từ câu lạc bộ cờ tướng Phương Phiêu. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi trận đấu này. Xin kính chào và hẹn gặp lại.